Hương xin thể hiện thành cổ mang tên Chung Lòng Chống Dịch Corona, tác giả Phi Vũ. Con cuối sinh, Đức Phật mở lòng từ bi, cầu cho nhân loại được bình an, cho chúng con được sống thanh nhàn trong mái ấm gia đình. Cầu các bộ ngành đầu lưng sát dài, chúng ta cùng nhau vượt qua niềm đau. Cầu muôn loài sông trong ấm no, thoát qua tai ương không sông trong buồn lo. Cơn đại dịch đã ập tràn lên nhân loài, tiếng kêu rào thảm thiết quá đau thương. Con cầu xin Đức Phật mười phương, cứu chúng sanh thoát qua cơn đại. Chúng ta đừng quá hoang mang mà hãy bình tâm suy nghĩ. Phàm là con người sống trong trời đất thì chuyện tử sanh là vốn vô thường. Sanh kỳ tử quy sống ở thác về, chúng ta hãy cùng chung lưng quyết đấu với y tế nước nhà, bước qua chặng phong ba. Đại dịch bây giờ đã lan rộng khắp gần xa, tiếng đau đớn rên thang trên khắp hòa địa cầu. Giờ mất chồng con thơ dại phải lìa cha, ai gây cảnh thương vong đắng lòng cho nhân thế. Thật là cao đẹp, nó mang đậm tình người và tình nghĩa quê hương. Các anh chị đã chịu khó chịu thương, chẳng quản ngày đêm cùng nhân dân chiến đấu. Vất vả gian lao chẳng làm ta nản chi, thề chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch Corona. Làm cho nhân sinh khổ đau, xuôi lệ tuôn trào,
tâm chỉ nghẹn ngào. Tiền muôn bạc vàng cũng như không, chẳng ai mua được sự hồi sinh khi cha dài. Hai sống vì nhau cho không uổng kiếp người, tranh thua hơn thiệt để làm chi cho khó đau, để những ngôi trường lại gần gian tiếng trong và tiếng e của đàn em nhỏ dài khờ. Tất cả rồi sẽ không tồn tại mãi với thời gian, chỉ có tình người mới là bất hủ. Hỡi những người con đang mang dòng máu Việt, hãy chung sức chung lòng cho nước Việt mãi bình an.